Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý sau. Quảng Ninh mở rộng không gian du lịch, phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh các địa phương trong tỉnh, mang đến cho du khách những không gian trải nghiệm mới hấp dẫn. Lễ hội Sắc Thu Hồ Ba Bể lần đầu tiên được tỉnh Bắc Cạn tổ chức với kỳ vọng quảng bá giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất con người nơi đây. Lạng Sơn đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ các nông sản chủ lực có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung 2022. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch cùng các sản phẩm trải nghiệm đa dạng, việc mở rộng không gian du lịch cũng được ngành du lịch Quảng Ninh cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh, mang đến cho du khách những không gian trải nghiệm mới, hấp dẫn. Thay vì lựa chọn trung tâm du lịch Hạ Long, đoàn gần 1.000 du khách này lựa chọn thành phố Cẩm Phả, một điểm đến khá mới mẻ cho các hoạt động du lịch MICE đông người. Nơi đây đẹp hơn nhiều so với những gì chúng tôi thấy qua clip. Con người nồng hậu, thiên nhiên gần gũi, các trải nghiệm rất vui. Đây thực sự là hành trình tuyệt vời, sẽ là những kỷ niệm khó quên của chúng tôi. Cung đường từ Hạ Long xuống Móng Cái và vừa mới khai trương vừa qua, thì tôi nhận thấy rằng đây sẽ là một cái cơ hội rất là tốt cho việc phát triển mở rộng du lịch ở các vùng miền, đi từ qua Hạ Long, Cẩm Phả, rồi đến Vân Đồn và đi dọc qua huyện Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu và ra thẳng đến Móng Cái. Nhằm khắc phục tình trạng khách du lịch chủ yếu tập trung ở một vài danh thắng đã nổi tiếng như Hạ Long, Yên Tử, ngành du lịch Quảng Ninh và các doanh nghiệp đang nỗ lực xúc tiến đầu tư cho các điểm đến khác chưa được khai thác hết tiềm năng. Trong đó phát triển 4 không gian du lịch trọng điểm: Hạ Long, Uông Bí Đông Triều, Vân Đồn Cô Tô và Móng Cái, gắn liền với 4 sản phẩm chính là du lịch biển đảo, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng sinh thái và du lịch biên giới. Mùa thu đông này là cái mùa mà chúng ta ví dụ như là các du lịch về tắm biển chúng ta đang hạn chế, nhưng chúng ta khai thác mạnh mẽ về du lịch cảnh quan và những cái khu resort, khu nghỉ để làm sao chúng ta khai thác tối đa những đoàn khách về tổ chức hội nghị hội thảo, rồi những đoàn khách mà của các tập đoàn công ty thì điều quy định chúng ta rất là cần thiết. Và tôi cũng định hướng rằng là sắp tới thì không chỉ riêng thành phố Hạ Long mà những không gian lớn chúng ta ví dụ tại Móng Cái rồi một số địa bàn nữa, rồi tại Uông Bí chúng ta cũng sẽ có những không gian tổ chức những hoạt động này, nó thực sự là nó sẽ thành một cái rộng khắp trên hoàn toàn tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh cũng đang thúc đẩy du lịch dọc tuyến cao tốc Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, phát huy lợi thế hạ tầng giao thông, khai thác các đặc thù riêng có của từng địa phương, tạo thành chuỗi các điểm đến bản sắc xuyên suốt toàn tỉnh. Lần đầu tiên một triển lãm hàng không, triển lãm ESO 2022 được tổ chức tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn bởi hãng máy bay sang trọng bậc nhất thế giới Gulfstream và hãng hàng không trung cao cấp Sun Air thuộc tập đoàn Sun Group. Sự kiện này được coi là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của phân khúc hàng không cao cấp, cũng như trong sự phát triển giao thương quốc tế và du lịch hạng sang tại Việt Nam. Airshow 2022 tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn là sự kiện triển lãm hàng không tư nhân lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, quy tụ những dòng máy bay siêu tốc độ, an toàn và tiện nghi của hãng sản xuất chuyên cơ hàng đầu thế giới hiện nay Gulfstream. Khách tham quan triển lãm đã được chiêm ngưỡng hai dòng chuyên cơ có hiệu suất bay vượt trội và khả năng bay ở tốc độ cao, bay xa và nhanh hàng đầu thế giới hiện nay là G600 và G650ER. Hãng Gulfstream cũng chọn sự kiện lần này để ra mắt dòng chuyên cơ G700 dẫn đầu thị trường máy bay thương gia trên thế giới hiện nay với công nghệ hiện đại, thiết kế tiện nghi, sang trọng. Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và cho thấy tiềm năng phát triển không ngừng đối với ngành hàng không thương gia cũng như hàng không nói chung. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Sun Air trong hành trình nâng tầm tinh hoa tại Việt Nam. Sân bay quốc tế Vân Đồn của các bạn cũng rất đẹp và hiện đại. Đó là những lý do chúng tôi chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hoạt động quảng bá chuyên cơ G700 đến thị trường châu Á. Tại Việt Nam, từ tháng 9 năm 2022, hãng hàng không trung cao cấp Sun Air đã chính thức đưa vào khai thác các tàu bay Gulfstream G650ER. Sự kiện Airshow 2022 tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn lần này là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của phân khúc hàng không cao cấp, cũng như trong phát triển giao thương quốc tế và du lịch hạng sang tại Việt Nam.
cái dịch vụ hàng không cao cấp này nó là cái mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện cái hệ sinh thái về du lịch cao cấp của Việt Nam. Chúng ta đã có cái nền tảng rất là tốt về địa hình tự nhiên, về điều kiện khí hậu, các cái bãi biển cũng như là các cái danh lam thắng cảnh và các cái dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú cũng rất là cao cấp. Và nếu chúng ta có thêm cái dịch vụ đi lại cũng tương xứng thì đó là cái trải nghiệm có thể trọn vẹn nhất cho tất cả khách hàng. Triển lãm hàng không Airshow 2022 diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 11. Việc hãng tàu bay sang trọng bậc nhất trên thế giới Gulfstream chọn cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tổ chức triển lãm tàu bay riêng cho thấy cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã tạo được uy tín, sức hút lớn đối với các hãng hàng không trong nước và quốc tế. Là sân bay tư nhân đầu tiên trong cả nước, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được đầu tư xây dựng cấp 4E và sân bay quân sự cấp 2 với 6 điểm độ máy bay và 4 ống lồng phục vụ hành khách di chuyển từ nhà ga lên máy bay. Có đường cất hạ cánh dài 3.600m, rộng 45m, hệ thống tín hiệu cất hạ cánh và nhà ga hiện đại nhất hiện nay, đáp ứng hoạt động khai thác của các loại tàu bay như Boeing 787, 777 và Airbus A350, A320. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có công suất đón 2,5 triệu hành khách một năm và 10.000 tấn hàng hóa một năm, hướng đến đạt công suất 5 triệu hành khách một năm vào năm 2030. Sau khi đi vào khai thác vận hành từ năm 2019 đến nay, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã đón gần 5.000 chuyến bay cất hạ cánh với tổng số gần 600.000 hành khách, tổng hàng hóa qua cảng đạt trên 2.300 tấn. Trong 10 tháng năm 2022 đã có 1.081 chuyến bay cất cánh hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với trên 134.000 hành khách và gần 650 tấn hàng hóa. Tại tỉnh Bắc Cạn vừa diễn ra lễ khai mạc lễ hội Sắc Thu Hồ Ba Bể. Lễ hội được tổ chức với kỳ vọng quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất con người nơi đây đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Sắc Thu Hồ Ba Bể là sự kiện văn hóa thể thao và du lịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với huyện Ba Bể, nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, những nét văn hóa và tiềm năng du lịch của huyện nói riêng và của tỉnh Bắc Cạn nói chung đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Sự kiện được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 với nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các điểm du lịch như đua thuyền kayak, hành trình đi xe đạp theo chân Bác, trải nghiệm dù lượn, trưng bày sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, triển lãm ảnh, đất và người Ba Bể. Tôi cũng rất là ấn tượng với cái chương trình biểu diễn tối hôm nay, thể hiện được những cái nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Bắc Cạn. Và đây không chỉ là thu hút khách nội địa đâu, mà những cái chương trình biểu diễn như thế này chắc chắn là hấp dẫn khách quốc tế. Đây là mấy hoạt động của năm đầu tiên, làm sao đó để cái Sắc Thu Hồ Ba Bể nó trở thành như là truyền thống và có những cái sản phẩm du lịch ngày càng đặc sắc hơn với đặc trưng của Hồ Ba Bể, để làm sao để thu hút được khách du lịch và ta giới thiệu được cái thập phương khách đến với Bắc Cạn, đến Hồ Ba Bể. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra một số hoạt động tham quan trải nghiệm các sản phẩm du lịch của địa phương, như tham quan trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, thôn Bắc Ngòi, xã Nam Mẫu, trải nghiệm mùa vàng tại cánh đồng lúa Nà Mặn, Nà Hai, xã Quảng Khê, săn mây tại đồn Đèn, xã Khang Ninh, tham quan các điểm tuyến du lịch trong khu du lịch Hồ Ba Bể và trải nghiệm đi bộ trong vườn quốc gia. Diễn ra từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 11 tại tỉnh Lạng Sơn, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung 2022 đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Hội chợ cũng là dịp quảng bá, giới thiệu các nông sản chủ lực có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Lạng Sơn du lịch, nhân dịp Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung được tổ chức, chị Vũ Thị Hương Sen đã lựa chọn mua được nhiều nông sản đặc sản của địa phương. Hội chợ lần này tôi mua được trà hoa cúc, tinh dầu hồi, bánh khẩu xi. Nói chung là nhìn thấy rất nhiều các sản phẩm đặc sắc của cái vùng miền Lạng Sơn. Sản phẩm tinh dầu hồi rất là thơm và nhiều công dụng. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lạng Sơn năm 2022 có trên 260 gian hàng với trên 100 đơn vị doanh nghiệp tham gia. Trong đó hội tụ gần đầy đủ 100 sản phẩm ô cốp của tỉnh cùng nhiều nông sản đặc sản khác, phong phú về chủng loại và mẫu mã, đảm bảo được chất lượng. Ở Quốc tế Thương mại Việt Trung lần này thì chúng tôi đưa 8 cái sản phẩm ô cốp của huyện ra với gian hàng của Câu Lộc. Ngoài ra thì với những cái sản phẩm đặc sản nông sản của huyện như là rau sạch, rồi là maca và nhiều sản phẩm khác, hồng hoa bảo lâm thì sẽ mong muốn là quảng bá hình ảnh nông sản của huyện đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế.
đến với hội chợ thì chúng tôi có na tươi của hội chi năng đồng mỏ đấy, với lại mì cao Vạn Linh, và có bột nghệ, có xạ đen, với lại có rớt cá, đúng rồi, có cả cao ngựa nữa. Trong những ngày diễn ra, hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung đã thu hút được nhiều người tiêu dùng, các doanh nghiệp, đơn vị phân phối trong và ngoài nước đến mua hàng, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Cái hội chợ này là một cái điều kiện rất là quan trọng để cho chúng tôi được quảng bá sản phẩm của chúng tôi ra ngoài thị trường, và được giao lưu, kết nối với các bạn hàng trong và ngoài nước và ký kết được các hợp đồng để xuất khẩu ra nước ngoài. Đã có một số doanh nghiệp đã đặt vấn đề với tôi hôm nay. Người ta hẹn là trong vòng 2 ngày nữa trong cái hội chợ này người ta sẽ lên đặt vấn đề và ký hợp đồng của tôi để giao hàng trong dịp Tết này. Và tôi thấy sản phẩm của tỉnh Lạng Sơn cũng rất là đa dạng và chất lượng, cũng có nhiều sản phẩm để có thể hợp tác kinh doanh. Tôi thấy như keo quả na của địa phương, rồi là nem, rồi những sản phẩm như rượu, chè thì đều có các chứng nhận ô cốp, thì chúng tôi có thể phân phối ở tỉnh Tiền Giang được. Với những tín hiệu tích cực cho thấy những tiềm năng lớn của các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản chủ lực của Lạng Sơn, tạo cơ hội để địa phương tiếp tục quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác. Nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, trên cơ sở tổng hợp số liệu từ các đề xuất kiến nghị của 28 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công Thương xin ý kiến về việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương có ý kiến và gửi Bộ Tài chính để kịp thời điều chỉnh trong kỳ điều hành gần nhất. Hiện doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn do các chi phí chưa được tính đầy đủ trong giá cơ sở xăng dầu. Cụ thể, premium nhập khẩu đang cao hơn nhiều so với mức giá áp dụng trong giá cơ sở. Ngay cả khi được Bộ Tài chính điều chỉnh ngày 7 tháng 10 vừa qua, chi phí vận chuyển đưa xăng dầu từ nhà máy về cảng đến nay thấp hơn chi phí thực tế doanh nghiệp phải trả từ 40 đến 60 ngàn đồng một lít. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đà giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng một kg tại nhiều địa phương và dao động trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm rải rác ở một số tỉnh và dao động trong khoảng 52 đến 56.000 đồng một kg. Còn tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay đồng loạt giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg tại nhiều tỉnh thành và dao động trong khoảng từ 50 đến 56.000 đồng một kg. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, quý 3 năm nay, Việt Nam nhập khẩu 191,58 nghìn tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 417,75 triệu đô la Mỹ, tăng 4,4% về lượng và tăng 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Quý 3 năm nay, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Brazil, Hàn Quốc và Nga là 5 thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam. Gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần sau 30 năm và các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian. Tuy nhiên, với nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư, tỷ lệ chữa khỏi một số loại ung thư tăng đáng kể. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Phòng chống ung thư năm 2022 diễn ra mới đây tại Hà Nội. Nghiên cứu trên 100 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ ALK tại hai bệnh viện Ca và Ung bướu Hà Nội được điều trị bằng phương pháp mới, đó là điều trị đích và điều trị miễn dịch. Tỷ lệ sống trên 5 năm đã đạt trên 60%. Đây là con số chưa từng nghiên cứu nào báo cáo được. Kết quả này đã mở ra hy vọng chữa khỏi ung thư và có xu hướng trở thành bệnh mãn tính có thể kiểm soát được. Hiện tại thì đúng là khả năng tiếp cận thuốc của Việt Nam cũng đã được cải thiện rất nhiều. Và rất nhiều bệnh nhân đã được tiếp cận với các phương pháp điều trị hiện đại hơn. Chúng tôi có những cái ca sống thêm từ 5 đến 7 năm cũng đã có, mà đấy là những trường hợp ung thư phổi giai đoạn 4 khi mà đã có di căn nhiều vị trí. Thì đấy chính là những cái tiến bộ mà ngày trước chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Với ung thư phổi tế bào nhỏ hay ung thư phổi không tế bào nhỏ đi chăng nữa, thì trước kia cái thời gian sống thêm của bệnh nhân chỉ đạt dưới 1 năm. Với những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư bằng các liệu pháp mới ở mỗi bệnh nhân có tình trạng đột biến gen, bộc lộ dấu ấn miễn dịch khác nhau, nhiều bệnh viện đã đưa ra được các phác đồ điều trị cập nhật trên thế giới.
Vì vậy, thời gian sống của bệnh nhân đã tăng từ 5 đến 7 năm, thậm chí tỷ lệ chữa khỏi với bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm lên tới 90%. Với rất là nhiều các cái thuốc điều trị mới, cụ thể như là các cái thuốc nội tiết thế hệ mới, các thuốc ức chế CDK46, rồi các cái thuốc điều trị miễn dịch, các cái thuốc điều trị đích thì cũng đã đem lại được cái hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh ung thư vú mặc dù đã ở giai đoạn muộn. Và đối với ung thư gan thì ở Việt Nam của chúng ta hiện nay thì cũng đã áp dụng các cái phác đồ điều trị mới với các phương pháp điều trị miễn dịch, các cái phương pháp điều trị đích, từ đó mà mặc dù bệnh nhân ung thư gan ở cái giai đoạn muộn vẫn có thể kéo dài cái thời gian sống cho họ. Nhiều báo cáo khoa học cập nhật các phác đồ điều trị ung thư, kết quả điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc và một số quốc gia trên thế giới đã được các đại biểu trình bày tại hội thảo. Bộ Y tế cũng cho biết tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư ở Việt Nam đều đang tăng. Trung bình cứ 100.000 người thì có 159 người được chẩn đoán ung thư và 106 ca tử vong. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát, song trước tỷ lệ tiêm chủng các mũi tăng cường thứ nhất và thứ hai không đạt như kế hoạch thời gian gần đây. Các cơ quan chức năng cũng cảnh báo việc này sẽ tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca mắc và lây lan COVID-19 nếu như miễn dịch cộng đồng suy giảm, cũng như khi các biến chủng mới. Hiện các địa phương cũng đang bằng nhiều giải pháp tăng cường vận động bà con đi tiêm chủng, ghi nhận tại huyện Ba Chẽ. Điểm tiêm thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ. Trước ngày tiêm một hôm, để bà con nắm được thông tin và đến điểm tiêm đầy đủ, nhân viên y tế của trạm y tế thị trấn đã phải phối hợp với các trưởng thôn, khu, vừa gọi điện thông báo, vừa đến tận nhà giải đáp những thắc mắc của những người còn nghi ngại việc tiêm chủng, nhất là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Con cảm thấy rất là phấn khởi và rất vui vì khi tiêm vaccine thì sẽ bảo vệ cho mọi người cũng là cộng đồng và giúp cho mình có nhiều kháng thể chống lại virus. Thì hôm nay tiếp tục hai tổ rà soát lại đến tận nhà để vận động mọi người đến trạm tiêm, cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi, chờ cứ người dân đến trạm sẽ tiêm. Còn tại những khu vực xa trung tâm, không chỉ tuyên truyền vận động, cán bộ xã còn sẵn sàng tự mình xuống đón những người đồng ý tiêm mà đi lại không thuận tiện. Để đảm bảo tiến độ, tỷ lệ theo kế hoạch đặt ra, Ban chỉ đạo tiêm chủng các xã đã bố trí lực lượng tham gia vào mỗi buổi tiêm, hỗ trợ rà soát, đốc thúc những người có lịch tiêm đến điểm tiêm. Lãnh đạo xã cũng xuống từng thôn, từng nhà người dân vận động tiêm chủng. Những người mà đã ra tiêm rồi thì thôi, những người mà chưa ra tiêm lại đến tận nhà. Và bản thân như chúng tôi là lãnh đạo xã này, chúng tôi cũng chia nhau ra phụ trách các thôn và đi trực tiếp. Có những hộ mà người ta có ý kiến phản đối hay trái chiều ấy, thì chúng tôi đến tuyên truyền vận động trực tiếp. Thì đến giờ phút này thì cái tỷ lệ tiêm của xã cũng đạt là trên 80% rồi. Theo các cơ quan y tế, việc tiêm mũi 3, mũi 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng để củng cố lại miễn dịch trước COVID-19, nhất là đối với những người có bệnh nền, đề kháng kém, cao tuổi. Tiêm chủng không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của mỗi người với cộng đồng. Tin giả, tin xấu độc là vấn nạn nhức nhối, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế, quyền lợi và lợi ích của những tổ chức cá nhân. Với nhiều giải pháp đồng bộ, thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rất chủ động chỉ đạo các đơn vị chức năng kiên quyết, kiên trì triển khai đấu tranh quyết liệt buộc các nền tảng xuyên biên giới, điển hình là Facebook, Google, TikTok, Apple, Netflix, phải thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ những nội dung xấu độc, tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo sai, phản cảm. Đây là hệ thống rà quét, theo dõi, đo lường, đánh giá xu hướng thông tin trên mạng do Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia vận hành. Nhờ công cụ này, thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ động phát hiện các nguồn thông tin xấu độc, các vấn đề nóng dư luận quan tâm để kịp thời đấu tranh ngăn chặn. Một tấm khiên để bảo vệ người dân chống chọi trước cuộc chiến với tin giả, tin xấu độc. Chúng ta mà tiếp nhận được những thông tin này thì việc đầu tiên, thay vì là ngay lập tức chia sẻ, thay vì ngay lập tức phản ứng và có những cái tương tác, thì chúng ta cần tìm hiểu thứ nhất là nguồn gốc của nó. Nó có đến từ những cơ quan thông tấn, nó có đến từ những cơ quan truyền thông uy tín hay không. Và cái thứ hai là chúng ta cần xác định là những thông tin này nhằm mục đích gì. Từ năm 2021 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông và các sở thông tin và truyền thông đã ban hành 591 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 6,1 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội xuyên biên giới ngăn chặn gỡ bỏ hàng chục nghìn nội dung vi phạm với tỷ lệ chặn gỡ trung bình hiện nay đạt trên 93%. Tuy nhiên, trên thực tế, việc ngăn chặn xử lý có lúc còn chậm.
Liên quan đến vấn đề này, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, quy định về thời gian các nhà mạng phải hạ thông tin giả, xấu độc từ 48 giờ đã rút xuống còn 24 giờ. Có thông tin đặc biệt chỉ trong 3 giờ, nhưng mức độ xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Hiện nay phạt về đưa thông tin giả là chúng ta đã tăng lên 3 lần. Nhưng 3 lần, nhưng so với các nước trong khu vực, thì hiện nay mức phạt của chúng ta cũng chỉ bằng cỡ khoảng 1/10. Bộ Thông tin Truyền thông sẽ tiếp tục đề nghị chính phủ xem xét, cân nhắc để đưa cái mức xử phạt lên mức răn đe, ít nhất là cũng ngang với trung bình của các nước trong khu vực. Tuy vậy, nếu chỉ ngăn chặn xử lý tài khoản vi phạm khi đăng tin giả độc hại là chưa đủ, giải pháp căn bản là cần có sự vào cuộc tích cực, chủ động của mọi bộ ngành, tổ chức, cá nhân, của toàn xã hội trong việc nâng cao sức đề kháng trước tin giả, tin xấu độc. Với cái đặc thù nó rất là khác, và với cái dân số trẻ của chúng ta thì hướng đến giới trẻ, hướng đến thế hệ tương lai để có cái cách nhìn tích cực, và chính họ sẽ là những người chủ động để ngăn ngừa những cái xấu độc đấy, chứ không phải chỉ là cơ quan chức năng. Ta cũng phải đẩy mạnh sự cái chất lượng thông tin trên báo chí của chúng ta, phải làm sao là phản ánh một cách đầy đủ, một cách chính xác để đem lại cái niềm tin cho người nghe, người đọc. Bên cạnh các giải pháp nêu trên, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu có chính sách phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, đẩy mạnh phát triển nội dung thông tin có ích trên mạng. Với những thông tin quảng cáo sai sự thật, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thanh tra các nền tảng xuyên biên giới, bởi hiện nay quy định pháp luật đã hoàn thiện. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.